thưa quý vị, với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng những quyết sách đúng đắn, chiến lược hợp lý, Long An đã và đang khẳng định là điểm đến đầu tư đáng tin cậy, thân thiện, an toàn, hiệu quả đối với nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Với ưu thế vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên đa dạng, Long An đang trở thành một trong những điểm đến thu hút đầu tư và dẫn đầu thu hút vốn FDI tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp tỉnh Long An thu hút tổng vốn đầu tư FDI trên 562 triệu đô la Mỹ và vốn doanh nghiệp trong nước là hơn 23.185 tỷ đồng. Tính riêng trong tháng 10/2023, trong các khu công nghiệp tỉnh Long An thu hút đầu tư được 14 dự án mới với tổng vốn đầu tư cấp mới FDI là 20,26 triệu đô la Mỹ và vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước là trên 478 tỷ đồng. Nói chung là khi tới Long An bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tư á, thì bên Long An hay là bên ban quản lý nói chung tạo điều kiện cho tôi, nói chung là giới thiệu về những cái chính sách hay là những cái thủ tục rất là thuận lợi, là làm cho tôi cảm thấy là khi mà tôi chọn Long An làm địa điểm đầu tư thì tôi cảm thấy rất là thuận lợi về mọi mặt. Bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự đóng góp tích cực quan trọng của các sở ngành địa phương, đặc biệt là vai trò ban quản lý khu kinh tế Long An đã không ngừng tích cực đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển sản xuất. Cũng được sự hỗ trợ rất tốt của bên khu công nghiệp Phú An Thạch và cũng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An. Tới thời điểm hiện tại chúng tôi cũng rất là được sự ủng hộ và giúp đỡ của các đơn vị trên. Để tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn, Long An không ngừng thực hiện các giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và tạo niềm tin với doanh nghiệp trong và ngoài nước.